phương trình quy về bậc nhất một ẩn. Dạng đầu tiên đó là dạng phương trình tích. Tích có nghĩa là nhân với nhau. Và hình thức của cái phương trình đó chính là AX cộng B nhân với CX cộng D bằng 0. Trong đó A khác 0 và C khác 0. Quy về bậc nhất. Đây, cái ngoặc thứ nhất của chúng ta nó là bậc nhất. Cái ngoặc thứ hai này nó là X, X mũ 1 nên nó là bậc nhất. Và nó là một ẩn bởi vì chúng ta chỉ có ẩn X ở đây thôi. Nó là phương trình tích bởi vì đây nó là dấu nhân. Được chưa nào? Hình thức để chúng ta nhận dạng ra cái phương trình là như vậy. Còn về kiến thức thì chúng ta nhớ cho thầy điều sau đây. Khi mà A nhân B bằng 0 thì người ta xảy ra là gì? A bằng 0 hoặc B bằng 0. Đó. Rồi cũng có thể viết theo kiểu sách cũ là A nhân B bằng 0 thì tương đương là A bằng 0 hoặc B bằng 0. Cái dấu này đọc là hoặc, cái dấu này đọc là tương đương. Nhưng mà cái ký hiệu này là kiểu sách cũ rồi. Thầy nhắc để cho bọn con biết, bọn con tham khảo và bọn con hình dung ra được trong đầu là gì. Cứ mỗi khi mà tích bằng 0 ấy thì là cái A nó sẽ bằng 0 hoặc là cái B bằng 0, thì là tích nó sẽ bằng 0. Còn trình bày bây giờ theo sách mới thì chúng ta không trình bày như vậy, mà trình bày theo sách mới bây giờ là như thế này. Bọn con không phải viết cái dấu tương đương, không phải viết cái dấu ngoặc vuông, mà bọn con làm như thế này. Cách làm là khi người ta cho AX cộng B nhân với CX cộng D bằng 0 thì xuống dòng bọn con ghi cho thầy là giải phương trình AX cộng B bằng 0, xong rồi lại đi giải CX cộng D bằng 0. Giải từng cái một. Sau đó việc thứ hai của bọn con đó là gì? Đó là kết luận nghiệm. Kết luận nghiệm thì chúng ta làm gì? Chúng ta lấy cả hai nghiệm của hai phương trình trên, của hai cái phương trình trên. Đấy, thế là xong. Ví dụ nha, thầy làm ví dụ cho bọn con. Ví dụ bây giờ người ta bảo chúng ta đi giải phương trình tích sau đây. Đó là 3x trừ 1 nhân với 4x cộng 8 bằng 0. Bây giờ bọn con không trình bày theo kiểu tương đương như này nữa hay là ngoặc vuông như này nữa. Bọn con ghi cho thầy: ta giải phương trình 2 chấm, bọn con giải cái thứ nhất 3x trừ 1 bằng 0 thì xuống đây là x sẽ bằng 3x thì bằng 1 và x sẽ bằng 1 phần 3. Xong rồi bên cạnh bọn con giải phương trình là 4x cộng 8 bằng 0 thì 4x sẽ bằng âm 8, x bằng âm 2. Và ở sách mới bây giờ cái dòng từ trên xuống dưới bọn con còn không phải viết dấu gì luôn. Các thầy cô đã lược bớt cho chúng ta cái đoạn rắc rối đấy rồi. Cái đoạn đấy nó hơi khó hiểu với nhiều bạn. Sau khi giải xong hai phương trình thành phần rồi, ta kết luận cho thầy. Vậy phương trình ban đầu có nghiệm là, có nghiệm là x bằng 1 phần 3 chấm phẩy x bằng âm 2. Xong. Hoặc cách kết luận thứ hai đó là vậy tập nghiệm, vậy tập nghiệm của phương trình là 2 chấm sc bằng 1 phần 3 chấm phẩy âm 2. Khi mà viết tập nghiệm thì bọn con viết dưới dạng tập hợp nhá. Đấy, kết luận như thế. Và lúc giải thì giải như thế này. Và chỗ này không phải viết cái dấu gì cả. Được chưa nào? Còn tất nhiên bọn con viết dấu tương đương vào thì cũng không sao, nó không sai mà.